对。我不是说你撤哨菜叉子呢？这菜叉子你按的这个名字，你听着。红椒叶那么些，凉凉，我喝的很清甜，我们做菜。
Thank you.
khỏe lắm. Đấy luôn. Tài ngã tôi đã kiếm. Một đôi duy nhất còn lại kết quả nó mấy lúc sang mà sang đánh đông nhỉ, sang đông mà nó đông là thằng đánh đều tốt đấy, phải mưa quả đấy không hết quả ngắn rồi. Ôi thì là họ chỉ dây dọc đấy, còn ngang là họ chỉ dây ngang. Trong cả hai dây thì là nó trong, còn một trong hai dây ngoài. Tay ra là ngoài. Giang tay ra là ngoài. Biết rồi nhưng mà nghĩ là vì cô chỉ dây dọc chỉ. À, họ chỉ bắt dây dọc đấy. Nên là người ta chỉ bắt dọc, trong thì người ta vẫn chỉ trong, nhưng mà chỉ cần một người một ra ngoài mà ông kia chỉ ở trong một người. Tít. Chỉ cần một ông răng ra là ngoài. Một ông răng à? Chỉ cần một ông răng ra là ngoài. Còn đâu là trong là phải răng ra. Rồi.
nhanh không? Dùng sai sót tụt hơi cái này trở lên. Tàn cầu thủ xuất sắc nhất Tiến Minh, Đức Phát, Thủy Linh. Tiến Minh loại đồn đầu, có 40 tuổi đánh gì nữa. Giang thì loại đồn đầu. Nó để cho nó con đẻ đi đâu mãi, nó đẻ gì. Thi đấu cho nó nhận được con. Thì Linh thì xong tiết học làm hư à? Thank you.
À, đây là mới là đôi Hàn Quốc kìa. Đôi đi à. Đó, năm lần to. Bao cô này rất điển này, cô kia kéo, không cô kia nhanh lắm, cô kia nhỏ như Thùy Linh này, nhanh lắm. Đúng rồi, phải đông, nó to. Còn mấy trận nữa? Dạ, đây còn một trận đôi nữ và một trận đôi nam, hai trận. Mỗi sân một trận đúng không ạ? Mỗi sân một trận nữa. Sân này đôi nữ, sân kia đôi nam. Ủa, sơ sơ, phải đến 6 giờ vẫn như qua. Được sớm hơn, được sớm hơn. Bên đấy, cô nhỏ nhỏ này đấy. Cô đấy. Đấy, thấp đấy tí, đau lắm. Điện đùi nó tròn như kia. Thì Linh mình đùi chắc cái kỹ thuật kia nó tròn. Cổ lông là cái ấy, cổ lông là chân nó quan trọng lắm. Như vậy không? Vào nó có nhà vệ sinh. Bốn góc góc nào cũng có hết mà. Không nốt trận này này. Sẽ ba này. Ôi trời ơi. Vào nhìn ngấp chân lên đáng mấy người không bằng bồn đái. Bình lắm. Về như vậy bồn đái nó bình lắm. Nhìn chân mà. Bước chân đi là coi như là trong được chiều. Tốt rồi. Chết rồi. Khó vào đấy. Rồi, tất cả. Mình biết rồi. Tất cả. Chẳng mời người. Tự nhiên. Tất cả. Ngoài nó ở trong. Đấy, thì mình bỏ ra ngoài rồi. Mình thấm rồi. Nó không phải đến lao quá không đỡ được, không bỏ đỡ được mềm.
nửa vời quá. Đập luôn. Đập vào lưới đấy. Đứng giải đập vào lưới. Đấy, phải chốt đập vào. Quay ra nhìn thế này. Quay ra nhìn thế này.
trong nó nổi lên rồng lên rồi nhồng lên ngay. Nhưng mà cái con kia là sợ là phải mặt trong ngoài rồi, sợ mặt trong. Ai đây? Vô loa nhậu tải. Ai đây? Tàu Việt yếu chứ nào phải du lịch mày vớ vẩn. Không biết chứ nào phải du lịch. Chết rồi. Đánh đê. Thank you.
chân. Hai chỉ sai ba. Thế là tâm lý rồi. Chỉ gần thế là đây này, cái tay dây nó chỉ đâu có xòe ra. Nhưng mà nó chiều chiều đấy. Hả? Biết ngoài rồi nhưng mà nó cứ chỉ trong đã. Bơi. Tâm lý này. Tâm lý là cái này tâm lý là mắc mưu. Tâm lý là sao động này. Mắc mưu không ngoài nghề. Chốt sợ. Thế nào đông thế này bọn Nhật là chỉ hay đấy rồi, gặp cả Việt Nam nó quá kích nào nó cũng đập. Thank you.
nhập là thả. Hai đứa đấy là chị em sinh đôi cùng tên. Vâng. Lim du lim. Chị là con này nó vừa đánh nam nữ sáu chục vừa đánh cả đôi nữ. Chắc là hai chị. Nhìn đi vòng kiềm đi. Sinh đôi còn cùng tên. Thank you.
ôi trời ơi. Phạt nhìn thế. Ba quả thì lên đường ấy, một hai con thua. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thua. Court 1, men doubles semi-final, Arif Junaidi and Yang Hui Ting, Malaysia versus Prasetha Alpha Eko and Santoso Abe Yusuf, Indonesia.
Dương Hiển, Nguyễn Phạm Duy Anh, sân bên trước Phạm Anh Hào. Trận đấu số 1 bán kết đôi nam, Arif Junaidi và Yavroy King, Malaysia đấu với Praseta Afaneko và Santoso Ade Yusuf, Indonesia. Trọng tài chính Nguyễn Phạm Duy Anh, trọng tài giao cầu Phạm Anh Hào. Thank you.